Mến chào các bạn khán giả đang theo dõi đài truyền hình Rồng Tiên Sa. Đã một tuần trôi qua và Khương Nguyên rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn qua chuyên mục Chạm Đến Trái Tim được phát sóng vào lúc 23 giờ thứ bảy hàng tuần. Chủ đề mà chương trình muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay đó chính là ý nghĩa của những điều bình dị trong cuộc sống. Thưa các bạn, trong cuộc sống bộn bề những lo toan, các bạn có bao giờ cảm thấy mình đã sống quá nhanh, quá vội không ạ? Có bao giờ các bạn đã cảm thấy mình đã sống quá nhanh, quá vội không ạ? Có bao giờ các bạn đã cảm thấy mình mãi mê chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài mà quên đi mất những điều bình dị nhỏ bé luôn hiện hữu xung quanh ta không ạ? Chính bản thân tôi cũng đã đôi lần như thế, để rồi ngày càng thấm thía rằng những điều bình dị nhỏ bé xung quanh ta là một món quà quý giá được ban tặng. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho các bạn một câu chuyện của cá nhân tôi. Và qua đây, hy vọng các bạn sẽ vỡ lẽ ra một điều gì đó, để rồi ngày càng biết cách trân quý những điều bình dị xung quanh ta hơn. 2 năm trước, tôi là một học sinh lớp 12 của một trường có tiếng trong thành phố. Mang trong mình nhiều ước mơ, nhiều hoài bão về một tương lai đủ đầy, tôi đã lao mình vào học tập. Từ đó, tôi không thể dành một chút thời gian nào cho ba mẹ, cho gia đình. Cho đến một ngày khi mọi việc thi cử đã xong xuôi, mẹ có đến bên cạnh tôi và có đôi lời tâm sự khiến tôi nhớ đến tận thời điểm hiện tại. Mẹ nói rằng, con ơi, hay tuần sau mình đi ăn sinh nhật của ba con nhé. Cả năm vừa rồi, nhà mình không có một bữa ăn nào đầy đủ thành viên hết con ạ. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhìn nhận lại chính bản thân mình và nhận ra trong hơn suốt một năm qua, mình đã quá vô tâm. Tôi đã vô tình lãng quên tình cảm bình dị mà vô giá ba mẹ đã dành cho tôi. Nhưng các bạn ơi, trên bước đường trưởng thành của mình, thật sự may mắn khi tôi đã kịp nhìn nhận lại và có cách để sửa chữa những sai lầm của mình. Tôi đã cùng mẹ nấu ăn, đi shopping nhiều hơn và tôi đã tưới cây, tập thể dục và hát karaoke cùng ba nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, trong dòng chảy vô thủy vô chung của cuộc đời, đôi khi chúng ta lãng quên mất những điều bình dị nhỏ bé xung quanh mình. Đó có thể chỉ là một nụ cười rạng rỡ của mẹ, đó cũng có thể chỉ là một giọt mồ hôi mặn chát trên vai áo cha. Nhưng những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang đến một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn cho mỗi cá nhân. Chúng thanh lọc tâm hồn, khiến cho chúng ta cảm thấy an yên, bình lạc, sống trọn vẹn trong từng giây phút. Chúng khiến chúng ta biết cách dùng cái tâm để đối đãi với những yêu tinh, biết dùng cái tình để thưởng thức mọi vẻ đẹp của cuộc sống. Việc biết cách trân quý những điều bình dị trong cuộc sống sẽ bừng thức trong ta khát khao được sống một cuộc đời tử tế, ý nghĩa, và từ đó mọi người xung quanh sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực và xã hội sẽ được phát triển phồn thịnh và văn minh. Chính vì vậy đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi, trân trọng những điều bình dị nhỏ bé xung quanh, nhưng không quên hướng đến những điều lớn lao, cao cả, như Frank A. Clark từng chiêm nghiệm. Ai cũng muốn làm những điều lớn lao, nhưng họ quên rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất bé. Learn how to appreciate simple little things around you by practicing gratitude, being more present, cherishing every moment that you have, and you will be able to enhance the presence of positive energy in your life. Đó cũng là thông điệp cuối mà chương trình muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay. Chương trình xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!